Giờ khoai tây ăn tối mà ba khoai tây cũng ăn tối luôn các cô chú anh chị em ạ. Khoai tây ăn tối nè, còn đây là món ăn tối của ba khoai tây. Ủ qua nhồi thịt, canh ủ qua nhồi thịt với lại trứng kho ba chỉ ăn với cơm. Hai lúc mà hả má khoai tây mới múc cái tô canh ổ qua nhò thịt, ba khoai tây liền nói ồ rất là đắng. Không, đắng bình thường à, cho nên là ba khoai tây kêu ok để ba khoai tây ăn thử coi sao. Ok. Soll ich das klein machen mit dem Löffel hier oder? Hä? Ein Löffel? Ja, kein Problem, ja. Okay, cái là đây à, và ba khoai tây ăn à. Không biết là có đắng hay không. Dạ dạ dạ, rụp dưới mông. Đây nè, bắt đầu ba khoai tây ăn miếng ổ qua nè. Nó đắng không? Hả? Biết chứ. Nó đắng hả? Có, anh ấy có. Mắc nít. Es ist nicht super bitter, aber es ist mir zu bitter. Okay. In Deutschland gibt es sowas nicht. Wir haben. Okay, aber kannst du essen, oder? Ja, kann ich schon. Okay. Anh nói là không có quá đắng nhưng mà có đắng. I can't eat it, but I don't like it very much. À, ok. Anh nói là anh có thể ăn nhưng mà anh không thích. Vậy ở ngoài miền Bắc thì nước đắng không như đâu, đâu qua như mình. Dạ. But do you prefer meat or don't you like it? The filling is good. Okay, and then but the bitter envelope is not really good. Okay, then you can eat meat. I will eat buttermelon later. Okay. Bây giờ ba khoai tây nói là cái thịt nhồi thì rất là ngon nhưng mà không thích ổ qua cho nên thành ra thôi. Thì ba khoai tây nói ok, anh đoán là anh có thể anh có thể ăn ổ qua bởi vì anh nghĩ rằng là ổ qua rất tốt cho sức khỏe. Là cái gì á mà tệ tệ thì thường hay tốt cho sức khỏe cho nên ba khoai tây sẽ ăn ổ qua. Take another. Vừa nướng xong mà nhanh dữ thật. Là sao? Điện thoại. Mày vô bắt coi thử coi. Tiếng cái gì vậy? Nó sai gọi hả? Gọi má, điện thoại của má. Chắc xa gọi á. Ai ba khoai tây đang ăn mướp đắng nè. Ổ qua, ba chồng. Bà ngoại đi lúc nào cũng đụng tới đụng lui ha. Ai ghét. Yeah. Very healthy. Ăn. Khoai tây đang. Khoai tây đang ăn. Ăn ở nhà mình. Khoai tây đang ăn gì xa à? Đó. Ăn đâu có ăn cơm đâu, ăn xà lơ. Ăn xà lơ xí chẹt hả? Đây. Khoai tây. Khoai tây nghe thành ra cho nên là khoai tây nguồn bú rồi để nói chuyện là gì út nè. Gớm lắm. Khoai tây bú giỏi quá ta. Khoai tây bú giỏi lắm. Khoai tây dùng cơm. Ủa bà con ghê. Với nước nữa bà hả? Bóp bánh kén mà vô mày ăn. Dạ. Yeah. Chấm cái này. Ủa không muốn đâu. À vậy khi nào mà anh ăn. Đây đây để má cầm cái đồ để điện thoại ra nè. Chuyên nghiệp ghê ông à. Ừ. Đây nè. Đâu má để đi. Má để đi. Từ từ.
đó. Vơ vơ xa giống như đấy. Chúng đang ở vùng dân tộc gì kêu... Thật... mình nãy là mà mình biết dân tộc rồi chứ cần gì mà đây là gì xa gọi từ Pháp đi hả? Hi. Bây giờ Việt Nam ăn. Ờ, cắt tóc rồi. Ờ, cũng cắt tóc rồi. À, cái loại nữa, cắt tóc một cái là đẹp trai ra liền nha. Đẹp trai chưa? Đây, đây. Thank you. Thank you. I ate bitter melon. It's really bitter. Merci beaucoup. Yeah. Đây, đây này con. Ừ hả? Nói cho vui thôi chứ biết nó bỏ đi. Ai bỏ đi? Ok. Ủa là về nhà rồi hả? Xin xá. Dạ về rồi. Má về rút về rút cuộc có tiền kiếm được không? Không. À. Hết rồi. Vậy bây giờ chạy. Mất điện thoại. Mất điện thoại má, đi cho mất điện thoại. Đây để ba khoai tây ăn hết cái cơm này rồi xong sẽ hướng dẫn ba khoai tây ăn canh ổ qua với lạp bánh tráng nha thịt nha. Trời ơi ông sếp Phình hả, chị mới có múc cái tô canh ổ qua ra ông cứ ô đắng quá sợ chưa ăn nữa. Thịt kho trứng. Tại chiều rồi chứ hả, chiều lên coi cái điểm không mua rồi nghĩa gì thằng ấy xấu rõ ràng mà từ từ à. Ok, dì Thạch đó sẽ hướng dẫn ba khoai tây ăn ăn bánh tráng với lại canh ổ qua dì Thạch nè. A little bit bitter. No? I know. It's bitter for me. I don't like it. Không biết quê của các ông bà cô chú là có giống như quê của má khoai tây không á, thì ở quê má khoai tây là hay là ăn canh với là bánh tráng nướng là bẻ vô vậy nè. canh gì cũng được, canh chua canh ổ qua vậy đó. Đã để là xong bắt đầu chan nước vô ăn phê. Đó trước lắm, khoai tây bắt trước lắm, khoai tây thấy à, khoai tây thấy ba ăn là muốn ăn đó. Ba khoai tây là bé nhiệt tình à. But at least it's healthy. Nhưng mà ba khoai tây biết là nó đắng là không đắng là tốt cho sức khỏe à, cho nên là ráng ăn. Mình nói là cái người ở đây the envelope is not really beautiful. Mua ổ qua về em kho, họ nói khổ qua là khổ qua đi thành ra mất đĩa giờ không trăm rưỡi ngàn ở thôi đó ở trong chùa à, yeah. À. Mà mua cái bà hai nhưng mà ở mình gọi là mất ở mình khổ qua, ở mình khổ qua, ở miền Nam khổ qua, ở miền Bắc mất đắng ông miền Bắc mất đắng hả? Đắng miền Nam với khổ qua. Ăn cho khổ nó đi qua rồi. Dạ. Oma said that normally at the end of year, people here, we buy this bitter melon to eat. Because its Vietnamese name is the hardest over. Okay. So even if so expensive, they still try to buy to eat. Ủa mẹ
to over the hardest in the last year. So funny, they spend a lot of money to buy things. They don't really taste good. But to us, tastes good. Yeah. Yeah. Maybe you have to get used to it to like it. Yeah. Yes. For some, like we eat something butter, but for us, that's good. Something so sour, but that's good. But not always good. Okay. Mình nói với nó là má là thích ăn cái vỏ hơn ăn cái ruột. My mother said that she preferred eating the cover, the envelope. Yeah. She prefer butter melon better than the meat. No, she refer bitter melon to meat. She in is grammatic. Con ảo thích ăn cái ruột. Ảo thích ăn cái ruột ngọt mà má. Con miếng thì thích ăn cái mắt. Cái chỗ mắt, cái mắt cứng nhất luôn á. Má ăn nhiều cái cớ gì. Bảy khai tây cắt cớ ghê luôn á. Các bạn ở lớp không muốn ăn mà. Thấy không? Là họ nói liều. Khai tây nói bà vải cắt cớ phải đi thôi. Phải không khai tây? Khai tây nói vậy. Bà vải cắt cớ phải vải. Là cắt cớ. I have one question. Did Odell like it? Yes. Really? He can cook by himself. Yes. After he cooked from sack, this is the milk. Which reminds to cook this for our family at the capacity. We don't. If we that time we didn't eat, don't remember. Remember this meal. Khoai tây á là có một ông dượng á là người Pháp, các ông bà cô chú ạ. À. Cho nên là ba khoai tây hỏi là ủa ơi, dượng người Pháp của khoai tây có thích ăn búp đắng không? Ủa qua không đi. Không những thích ăn mà còn tự biết nấu, đi mua về tự nấu tại vì thích ăn. Đến nỗi mà giờ dượng khoai tây nấu mà dì Thạch với lại má nở mới nhớ ra là món đó của Việt Nam là chưa nấu chứ mình chưa không nhớ luôn. Đúng rồi, cái thời gian mà dì Thạch có khoai tây qua nuôi đẻ khoai tây. Nấu ở Việt Nam không nhớ món gì đến nấu. Đúng rồi, khoai tây đồng ý cái chuyện đó. Bà ngoại hỏi khoai tây kìa, khoai tây nói tiếng Việt hay nói tiếng Đức kìa con? Hả? Đây là nó vậy nè. Ê, khoai tây nhớ lại khoai tây. Con nói tiếng Việt hay tiếng Đức? Con đang nói tiếng Việt hay tiếng Đức? Đó. Chà. Khoai tây nói tiếng Việt hay tiếng Đức? Nói tiếng Việt hay tiếng Đức? Chà. Khoai tây cũng biết nói lắm chứ bồ. Nói một câu trả lời một câu. Vietnamese? Do you think so? Because you don't understand the word? Yeah. With your mother. Oh, yeah. Da. Ba khoai tây nói là khoai tây nói tiếng Việt. Khoai tây rồi. Có thể đó là tiếng giọng địa phương cho nên thành ra là ba khoai tây. Phải à? Nó nói rằng là có hiểu cái gì thì phải tiếng Việt, không hiểu gì. Sir, do you like it? The ways of eating rice papier, paper. It's better than the melon. Ah, yeah. Alone, the soup is good. Yeah. Ba khoai tây nói là ăn gì á là ngon hơn á là ăn chỉ có củ ba và cái nước still a bit of taste, but it's nước canh nice. À very, very nice. Nước canh là ngon. Ủa mà có mắm ruốc chưa làm không á? À gì hả? Không thì mùng 2, mùng 3 cũng được. I hope not. Đó, bây giờ là nghe alo dưới kia, bây giờ ba khoai tây đó bắt đầu rung. Ông nghe không? Ông ấy có phải là karaoke bắt đầu không? Ông ai là ông rung á? Ông cho nên rung. I remember the first time I was here, it was
Ba khoai tây nói là ba khoai tây vẫn còn sợ cái lần lần đầu tiên về về quê ngoại khoai tây. Bên này hát, bên kia hát, bên nọ hát là rất là kinh khủng. They start. Yeah, I feared it. My mother also hates us, and I advise her to buy a karaoke machine to fire back. Yeah. I see. Này, vì khoai tây á là muốn mua dàn karaoke cho bà ngoại khoai tây để mà hát mà đáp trả. Chứ người ta hát một mình buồn sao? Bà vải gì không biết hát gì hết trơn à. Đây nè, cái chân nè, tự cào cấu nè, xước mấy đường luôn. Bấm tay vô chưa? Để dành cho gì xịt sạch bấm á. Dơ bé hà. Con đang mở trong á. Ok, bây giờ rồi, ba khoai tây ôm khoai tây để cho má ăn nè con. Này con qua ba nha, khoai tây qua ba để cho má ăn. Hai ba khoai tây ôm. Khoai tây hỏi nè, các ông bà cô chú ơi, các ông bà có thích ăn khổ qua giống như ba của khoai tây không? Ăn gì bởi vì ăn là bởi vì tốt cho sức khỏe chứ không có phải là gì nữa nghe ngon không?